Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy, 60 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Địa Vũng Tàu, 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Võ Ngọc M, ngụ tỉnh Quảng Ngãi. Theo cáo trạng, vào tối ngày 19 tháng 3 năm 2000, Thủy cùng hai người bạn đến quán nhậu ở huyện Phú Quốc, này là thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, để uống rượu. Tại đây, Thủy nhìn thấy anh em M cùng với nhóm bạn cũng đang nhậu nên đến ngồi chung bàn. Sau một lúc, giữa Thủy và anh em M xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Khi không ai muốn uống nữa, em M nói, nếu không uống, tao đổ bàn nhậu đi về. Thủy đáp lại, nếu mày đổ bàn rượu là có đổ máu. Sau đó, Thủy bị em M và nhóm bạn đánh nên bỏ chạy đến tiệm tạp hóa gần đó, mua hai con dao rồi quay trở lại quán khi Thùy quay lại, nhóm của M tiếp tục xông vào đánh Thùy. Lúc này, Thùy đã dùng dao đâm hai nhát trúng vào M khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thùy bỏ trốn và thay đổi tên thành Nguyễn Đình Quang, sau đó đến Vũng Tàu sinh sống. Mãi đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, Thùy mới bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang. Tại phiên tòa, Thùy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thùy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, cần được xử lý nghiêm minh. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thùy 15 năm tù về tội giết người. Tối mùng 2 tháng 7, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với NXT, sinh năm 1983 ở Bắc Ninh, đăng ký thường trú ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu NQN, sinh năm 2023, là con trai của NXT và chị NTN, sinh năm 2000, ở tỉnh Điện Biên. Thời điểm xảy ra vụ án, chị NTN cũng có mặt tại căn hộ trung cư. Thông tin bước đầu, đối tượng NXT đã khai nhận hành vi sát hại cháu NQN, đồng thời cũng khai nhận bản thân làm việc ở một cơ quan, nhưng đã xin nghỉ việc mấy tháng nay. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng bác bỏ thông tin đồn đoán về việc nghi phạm làm xét nghiệm ADN và cho biết nghi phạm có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Về tình trạng sức khỏe của chị NTN, chị bị thương nhẹ và đang rất hoảng loạn, chưa làm việc được với cơ quan công an. Ngoài ra theo cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết, giữa T và chị N đều chưa đăng ký kết hôn mà chỉ là về ở với nhau. Gia đình họ có một bé trai là nạn nhân của vụ án. Một số người dân sống gần khu vực căn hộ xảy ra vụ án nhận định, thường ngày Tây là người tri thức, hiền lành, có thể thời gian gần đây Tây bị trầm cảm nên dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra vụ việc đau lòng như vậy. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Ninh, 32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại vựa sầu riêng trên địa bàn huyện Bù Đăng. Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 30 tháng 6, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Ninh cùng Lê Trọng Thuận 32 tuổi đến vựa sầu riêng AD tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để gây chuyện. Sau khi bị nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận được một số người bạn đưa về nhà. Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người. Khi vừa tới trước cửa, thấy anh Trịnh Minh Tuấn vừa làm việc xong đang từ trong vựa đi ra, bị Ninh dùng dao đâm khiến anh gục tại chỗ. Anh Tuấn được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Gây án xong, Ninh lợi dụng đêm tối, lẩn trốn trong vườn điều của người dân. Khi nghi phạm này vừa từ vườn điều đi ra để về nhà, thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Một vụ dẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ vừa xảy ra vào hôm 2 tháng 7, tại buổi thuyết giảng của một giáo sĩ ở Hathras thuộc phân khu Aliga, bang Uttar Pradesh, cách New Delhi khoảng 140 km về phía đông nam. Giới chức địa phương cho biết, một cơn bão bụi khiến các tín đồ hoảng loạn khi họ rời khỏi khu vực. Nhiều người bị đè hoặc dẫm lên, một số ngã xuống cống ven đường trong cảnh hỗn loạn. Báo Indian Express tối mùng 2 tháng 7 đưa tin, có ít nhất 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên sau đó, theo thông tin cập nhật từ các quan chức thuộc bang Uttar Pradesh, xác nhận với hãng thông tấn AFP, số người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp đã lên đến 97 người. Mới nhất, hãng tin Reuters dẫn cập nhật từ một quan chức cho biết số người thiệt mạng trong sự cố dẫm đạp hiện nay đã lên đến 116 người. Theo Giám đốc Y tế bang Uttar Pradesh, Umesh Kumar Chipathi, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ. Một người bị thương cho biết, không có lối thoát, mọi người ngã đè lên nhau và vụ dẫm đạp xảy ra. Tôi cố gắng rời nơi đó, xong những chiếc xe máy đỗ bên ngoài cản lối ra. Nhiều người ngất xỉu, nhiều người không còn sống. Bà Sakuntala, một phụ nữ có mặt tại hiện trường kể với hãng thông tấn Press Trust of India khi bài giảng kết thúc, mọi người túa ra ngoài, mọi người rơi xuống mương thoát nước bên đường, họ bắt đầu ngã chồng lên nhau và bị đè tới thiệt mạng. Các báo cáo ban đầu cho biết ban tổ chức được phép tiếp đón khoảng 5.000 người nhưng có hơn 15.000 người đến tham dự sự kiện. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền các bang để đảm bảo những người bị thương được trợ giúp. Ở Ấn Độ, những vụ dẫm đạp trong các cuộc hành hương tôn giáo thường xuyên xảy ra do việc các biện pháp an toàn công cộng được thực thi kém. Năm 2013, một vụ dẫm đạp xảy ra trên cây cầu gần đền thờ Mathia Pradesh khiến 115 người thiệt mạng. Tai họa bắt nguồn từ việc xuất hiện tin đồn công trình sắp sập, trong khi khoảng 400.000 người đang có mặt tại khu vực đó. 3 năm sau, 112 người thiệt mạng vì vụ nổ trong màn trình diễn pháo hoa, đánh dấu năm mới theo lịch của đạo Hindu vụ nổ phá hủy nhiều công trình và gây ra hỏa hoạn tại khu đền thờ ở bang Kerala, nơi hàng nghìn người tụ tập. Trong những năm gần đây, chính quyền đã tăng cường giám sát các cuộc tụ tập tôn giáo lớn bằng cách triển khai thêm cảnh sát và sử dụng máy bay không người lái. Chiều mùng 2 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm hai vụ kiện giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Trúc, 50 tuổi, chú thành phố Từ Sơn và hai ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank. Vụ án giữa bà Trúc với bị đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank được tòa xét xử trước. Tòa phúc thẩm đánh giá, bà Trúc khi cài phần mềm chứa mã độc đã gián tiếp cung cấp cho kẻ gian mật khẩu. Vì thế, bị mất 14,6 tỷ đồng trong tài khoản Techcombank là lỗi của bà. Theo đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Trúc, gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh. Bà tố cáo người tên Tô Ngọc Dầu tự giới thiệu công tác tại Cục Quản lý Giao thông Đường bộ Đà Nẵng và người khác tên Hải tự xưng cán bộ tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bà cho rằng qua các cuộc điện thoại, mình đã bị những người này lừa hơn 26,5 tỷ đồng. Trong đó, ngày 23 tháng 3 năm 2022, bà Trúc đến Techcombank chi nhánh Từ Sơn mở tài khoản, chuyển vào hơn 14,6 tỷ đồng. Bà Trúc cho rằng trong khoảng thời gian chuyển tiền vào các tài khoản, bà không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào về biến động số dư tới số điện thoại mà bà đã đăng ký khi mở tài khoản. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Chúc đến trụ sở hai ngân hàng kiểm tra số dư thì sốc vì phát hiện trong tài khoản mở tại Techcombank còn không đồng, trong khi không thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Bà Trúc khởi kiện yêu cầu ngân hàng bồi thường toàn bộ số tiền 14,6 tỷ đồng vì cho rằng nhân viên ngân hàng có lỗi nghiệp vụ chuyên môn dẫn đến sự việc bà bị rút mất tiền. Tòa sơ thẩm đánh giá, Techcombank có một phần lỗi, tuyên buộc bồi thường cho bà Trúc 800 triệu đồng. Bà Trúc và ngân hàng Techcombank cùng kháng cáo, viện kiểm sát cũng kháng nghị toàn bộ bản án. Trong phiên xét xử vừa diễn ra, hội đồng xét xử đánh giá, dù thời điểm mở tài khoản, bà Trúc không được biết nội dung các điều kiện điều khoản được coi là hợp đồng và có giá trị ràng buộc các bên trên website của Techcombank nhưng đã được nhân viên ngân hàng giải thích cơ bản. Do đó, bà khi đặt bút ký cần phải biết và buộc phải biết về các điều khoản này. Theo tòa phúc thẩm, bà án sơ thẩm đánh giá việc bà Trúc không biết các điều khoản này là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mất tiền là không có căn cứ. Về quá trình sử dụng dịch vụ, hội đồng xét xử đánh giá qua video tại ngân hàng, bà Trúc đưa điện thoại về phía giao dịch viên một thời gian đủ để trợ giúp tải áp kích hoạt tài khoản. Phương thức xác nhận giao dịch. Bà dùng mật khẩu tạm thời để đăng nhập, đổi mật khẩu thành công và rời đi. Bà có 29 phút để thực hiện giao dịch. Tòa do đó đánh giá, lời khai của bà Trúc không được đọc lại hợp đồng, không được cài đặt và kích hoạt ứng dụng vào điện thoại là không phù hợp. Tòa phúc thẩm đánh giá, theo đơn tố cáo của bà Trúc về hai đối tượng lừa đảo, có thể thấy lỗi của bà Trúc khi cài đặt các phần mềm độc hại mà họ yêu cầu, gián tiếp cung cấp cho chúng tên đăng nhập, mật khẩu OTP để giao dịch Techcombank Mobile. Việc bị kẻ gian lấy hết tiền hoàn toàn do lỗi của bà. Tòa tuyên bác kháng cáo của bà Trúc, chấp nhận kháng cáo của Techcombank và kháng nghị của viện kiểm sát. Điều này đồng nghĩa Techcombank không phải bồi thường bất cứ số tiền nào trong 14,6 tỷ đồng khách hàng bị mất do được tòa xác định không có lỗi. Ngay sau tuyên án, vào cuối giờ chiều ngày 2 tháng 7, hội đồng xét xử chuyển sang xét xử vụ kiện thứ hai với bị đơn là Vietcombank. Trong quá trình xét hỏi, trước nhiều câu hỏi dồn dập, bà Trúc không thể tiếp tục phiên tòa, được con gái dìu ra ngoài. Luật sư của bà Trúc đề nghị dừng xét xử và tiếp tục vào sáng hôm sau do việc tham dự liên tiếp hai vụ kiện suốt 6 giờ qua khiến thân chủ căng thẳng, mệt mỏi. Phiên tòa đã kéo dài quá muộn. Đại diện Viện Kiểm sát và luật sư của Việt Công Banh cùng kiến nghị. Nhận định hiện nay là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ Thủ tướng quán triệt lãnh đạo các bộ ngành và địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện số 65 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ. Công điện nêu rõ, hiện nay đã là thời kỳ cao điểm mưa lũ ở Bắc Bộ. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Người đứng đầu chính phủ giao chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức giả soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di rời người và phương tiện, tài sản ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần chủ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho vùng hạ du, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo quy định, hạn chế tối đa thiệt hại. Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống. Chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, cảnh báo, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao cần phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành hiệu quả, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thủ tướng cũng giao bộ giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt nhất là trên các trục giao thông chính